Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Chuyện. Chúng ta tiếp tục theo dõi tập 13 tác phẩm truyện ranh giới của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Tranh thủ phơi thóc cho kịp nắng, ông Bần không quên dùng chiếc cào đào đi rồi đào lại để thóc mau khô nỏ. Chẳng rõ trong những hạt thóc do mình một nắng hai xương làm ra, liệu có khi nào được truyền đến nhà bếp của đơn vị con trai? Với ông, điều quan trọng là những người lính được ăn no để lấy sức chiến đấu những gia đình có con ra mặt trận luôn ngóng đợi tin. Dù báo không có sẵn, còn hệ thống loa truyền thanh ngoài thị trấn chẳng phải lúc nào cũng có thời gian đứng ngửa cổ lắng nghe. Ngồi ngắm sân kho đầy thóc đang khô dần dưới ánh nắng chói trang, ông bận nhớ đến khẩu hiệu tất cả cho tiền tuyến, được kẻ bằng sơn đỏ ngay bờ tường ủy ban. Tuổi của ông đáng ra được nghỉ ngơi, nhưng thanh niên trai tráng dần ra mặt trận, nếu không làm việc sẽ dồn việc cho người khác. Thoát những năm tháng đói khổ do sống dưới mấy tầng áp bức, mọi người vào hợp tác xã bởi mong cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Chính nhờ khí thế và nhiệt tình dâng cao, mọi chỉ tiêu cấp trên giao năm nào hợp tác xã đều hoàn thành vượt mức. Chẳng dám khoe thành tích vẻ vang, nhưng tính về công điểm, vợ chồng ông luôn ở trong những hộ dẫn đầu. Chẳng có tham vọng phấn đấu vào đảng do nhiều tuổi, ông chỉ muốn các con sau này có thoát ly công tác sẽ nhờ vào lý lịch của gia đình để thuận đường phấn đấu. Ở vùng nào không biết, nhưng tại xã Quyết Thắng, bà con có tinh thần cách mạng cao, đều cùng cảnh nhờ cuộc cách mạng nên thoát đời nô lệ. Ông bần tự hào do chưa bỏ một buổi mít tinh nào. Đang về nhúm thuốc lào cho vào nọ điếu, bất ngờ nghe thấy tiếng chuông xe đạp từ xa vọng lại. Ông bần đưa tay che trước mắt cho đỡ lóa và nhìn về phía có tiếng chuông. Khi nhận ra ông chủ tịch xã Bế Văn Tuần mặc bộ quân phục bộ đội đã cũ đeo đồ huân huy chương trên ngực, nhưng trên cổ vẫn quàng thêm chiếc cà vạt màu đỏ chóe nhìn lạc lõng ông bần chép miệng than rồi đục dẫu có thép vàng vẫn là rồi đục chẳng sang chút nào không phải vô cớ mà ông bần ghét ông chủ tịch xã ra mặt hai người vốn chẳng có thủ oán chưa kể đều xuất thân tầng lớp bần cố nông về lý mà nói phải là những người trung trí hướng dù bà con dân bản nạp cùng các bản khác tín nhiệm nhưng ông bần chẳng thể vui khi ông chủ tịch xã lôi đâu ra tài liệu rồi quy chụp cụ tổ diệp thanh sắc nhà ông là kẻ phản loạn cầm đầu một toán cướp dưới thời vua minh mạng tổ tiên ông từ cụ tổ thứ nhất là đô đốc hoàng thanh chất đã dùng thanh đoạt hồn đao cùng vua quang trung vào sinh ra tử đến đời cụ hoàng thanh báo hay còn gọi là cụ diệp thanh sắc dùng thanh đao chống lại cường quyền vậy nhưng qua mồm ông chủ tịch xã bế văn tuần sự thật bị đổi trắng tay đen đến không ngờ sau lần gặp cụ tổ hoàng thanh chất hiền linh ông thật mong có ngày các cụ hiện về rồi nhón tay bè gãy cổ kẻ dám ăn đứng dựng ngược khi vu tội tài đình như vậy lời nói thoảng theo gió bay đi khéo nói xong ông bế văn tuần chẳng nhớ mình đã nói những gì tuy vậy hệ lụy của nó không bay nhanh đến vậy bởi ông bần luôn tự hào vì có trí nhớ lâu và thù rất dai không vì những đóng góp cho dân bản để ca ngợi vị chủ tịch xã bởi ông khi nói ra những điều kinh khủng đó trước sau gì ông bế văn tuần phải trả giá cho sự xúc phạm Trời khéo chiều lòng người, số thóc vơi nọ được đóng bao, chất vào trong kho vừa xong. Bầu trời bắt đầu xám xịt, kèm theo tiếng sấm chớp kinh hoàng. Rất nhanh sau đó cơn mưa như chút, khiến bản nạp ngập trong biển nước. Dùng chiếc cả vừa đào thóc hồi sáng để khơi chỗ rác cho nước thoát nhanh. Ông bẩn ngó chuồng trâu, thấy yên tâm vì đầu cơ nghiệp đang nằm trên nền khô giáo. Có được như vậy là nhờ con trai đợt trước về phép đã sửa lại chuồng và tôn nền cao hơn trước trời mưa nên tối sớm khi dùng bữa xong thấy con trai ngó ra ngoài vẻ sốt ruột ông mỉm cười nhắc con nếu muốn đi chơi hãy mặc áo tơi nhưng suối đang dâng cao còn trên rừng nước chảy như thác tốt nhất ngồi nhà sàn nhà bạn gái nướng ngô nói chuyện đến khi chán thì về chẳng cần biết con trai có làm theo gợi ý của mình hay không ông tới bếp cho thêm thanh củi để đun siêu nước pha trà tối nay ông có được mấy tờ báo cũ xin được từ ông giáo già như vậy hai vợ chồng khỏi bận tâm đến mưa gió bão bùng ngoài kia. Có lẽ nhìn cảnh bố mẹ trùng đầu vào nhau để người đọc báo cho người vá áo, đâm mình hóa thừa. Hoàng Thanh Tùng khoác chiếc áo tơi rồi kéo quần lên cao quá đầu gối, bị bõm lội tới nhà sàn của ông chủ tịch xã Bí Văn Tuần. Con chó mừng nằm khoanh tròn bên bếp lửa, thoáng thấy bóng cậu chủ rời nhà trong mưa gió, liền nhòm dậy hích mõm. Khác với mọi ngày sẽ chạy theo hôm nay nó quẫy đuôi lấy lệ rồi nằm xuống tiếp tục sưởi ấm đánh vần xong hai tờ báo kể cả những mục nhỏ xíu ở trang cuối thấy trời đã khuya như con trai chưa về ông bần khẽ thở dài vì danh con bập bảo yêu sớm nên quên hết đường về chẳng phải cán bộ đầy tàu đèn pin ông tính đợi chút nữa ngất mưa sẽ đốt đuốc đi gọi con về nam nhi chẳng có gì xấu hổ bằng cảnh bị nhà gái lót lá dắt ra khỏi nhà đang ngồi uống nuốt chén trà. Bất ngờ bên ngoài có tiếng la hét, kèm theo đó là tiếng gọi bố ơi như của con trai. Ông bần vội vỡ ngay khẩu súng kíp treo ở cột rồi lao ra bên ngoài. Dưới anh đuốc bập bùng, ông thấy Hoàng Thanh Tú mặt bay bét máu, còn chiếc áo sơ mi kẻ rách toạc một miếng khá to. Nhìn con trai chạy thục mạng hướng về nhà, phía sau có mấy người đàn ông cầm gậy truy đuổi. Dẫn đầu không ai khác chính là chủ tịch xã Bế Văn Tuần. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, sẵn mối thù nói xấu cụ tổ, nên ông bần chĩa nòng súng hướng về phía vị chủ tịch xã rồi hét to với con trai nằm ngay xuống đang chạy tục mạng quên hết cả đòn đau nhận ra tiếng thét cùng họng súng của bố mình ngay trước mắt hoàng thanh tú nhanh như cắt nằm vật xuống đất rồi ôm đầu lăn ba vòng về phía bụi chuối tiếng súng nổ vang lên khiến ông bế văn tuần gục ngã sự việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ khi bình tâm lại ông bần thấy dân bản súng vào khi ông tuần lên xe bò kéo ra chạm xá khi biết chắc con trai không hề hấn gì ông thở phào bước theo mấy cậu dân quân đi ra thị trấn. Ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, điều ông lo nhất chính là vị chủ tịch xã không qua khỏi. Như vậy ông sẽ dính tội sát nhân với bản án nặng nề. Không chủ tâm giết người, ông nổ súng bởi muốn giải nguy cho con trai. Nào ngờ xảy ra cơ sự ngoài ý muốn. Mưa giả dích cả đêm, bầu trời bên ngoài tối đen, nhưng ông vẫn dường như vẫn chưa thoát được nỗi ám ảnh bởi những gì đã xảy ra. Chẳng thể ngủ được, còn nằm mong trời sáng quá đâu. Ông bần ngồi dựa lưng vào tường, bắt đầu thấy ân hận. Chính vì để nỗi ác cảm với ông bế Vân Tuần lấn hát lý trí, ông đã bóp cò súng không hề cân nhắc. Đối diện với bản thân trong căn buồng lạnh lẽo, ông tiếc do một phút nóng vội sẽ khiến tương lai của hai người con bị ảnh hưởng không nhỏ. Chẳng còn hy vọng làm thông gia cùng gia đình ông chủ tịch xã, ông tầm mong những viên đạn hoa cải không dính vào chỗ hiểm để bản án dành cho mình nhẹ đi rất nhiều ngồi cả đêm cho đến khi trời sáng. Cơn mưa bắt đầu tạnh, nhưng cho ánh nắng sớm ban mai xuất hiện. Ông bần thèm bắn điếu thuốc lào rồi làm ngụm trà đắng cho tình ngủ. Khi đối diện với người công an, ông bần lúng túng khi được đưa cho một tờ giấy cùng chiếc bút mực để viết bản tường trình. Bình thường, có thể vừa đọc và đánh vần hết tờ báo, nhưng nếu ngồi viết sẽ như cực hình bởi ông chẳng quen cầm bút. Xoa hai tay vào nhau, ông bần khổ sở trình bày việc nổ súng là ngoài ý muốn, bởi trong bóng tối nghe tiếng con trai kêu cứu thần hồn hát thần tính nên ông bóp cỏ trong vô thức đặt mạnh chiếc bút lên mặt bàn người công an nghiêm mặt nói tội mưu sát cán bộ không phải là chuyện đùa ông hãy thành khẩn khai báo kẻ chủ mưu lúc đó sẽ được xét hưởng khoan hồng cả buổi sáng viết rồi gạch xóa không được nổi ba dòng ông bần chán nản tính buông xuôi tất cả giá như bây giờ bên công an có hỏi ông nhận nhiệm vụ từ lão ngô đình diệm trong miền nam khéo ông nhận luôn cho xong việc thậm chí nếu réo vua bảo đại là kẻ chủ mưu bộ mưu sát ông chủ tịch xã ông cũng cam lòng vì biết nói gì bên công an cũng chẳng tin tài đã nhúng chạm thôi đành cam chịu ngồi nghi mãi chẳng viết thêm được chữ nào cả đêm mất ngủ nên ông bần thấy díp mắt không cưỡng lại được cơn buồn ngủ mặc cho bên công an mong đợi sự thành khẩn ông nằm xuống ghế băng kéo bể ẩm ầm như người nông dân vừa cày xong thửa ruộng khi người công an mở cửa bước vào nhận tờ giấy có được vài dòng sai be bét chính tả anh ta khẽ thở dài đưa cho ông bần nắm cơm rồi lạnh lùng nói hóa ra ông ngoan cố hơn tôi tưởng sau bốn ngày bị tạm giữ nhờ ý kiến của ông chủ tịch xã bế văn tuần mọi tội danh với ông bần được xóa bỏ đặc biệt là tội mưu sát cán bộ đêm hôm đó nếu không bị mất đà lao theo hoàng thanh tú có lẽ ông bế văn tuần dính nguyên trùm đạn hoa cà hoa cải sau khi trải qua hai ca phẫu thuật mồ gắt mảnh đạn ngay khi vừa hồi tình, ông Tuần đã được bên công an đến lấy lời khai. Vốn là người lính trải qua mưa bom bão đạn đầu mặt trận, điện biên phủ. Ông hiểu rõ việc quy kết người khác là phản động có thể giết chết sinh mạng chính trị vài đời sau đó. Dù không chấp nhận cách ông Bần dùng súng nói chuyện, nhưng ông Tuần đã khéo léo khẳng định đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Bởi vậy việc khép tội và bắt giam có phần nặng tay. Việc đầu tiên khi được trả tự do, ông Bần sai vợ xét bu gà sang nhà ông Tuần tạ lỗi nếu không có tấm lòng nhân hậu của ông chủ tịch xã chắc ông vướng vòng lao lý còn tương lai cậu con trai sẽ mờ mịt như sương mù răng lối không nhận mua gà nhưng ông chủ tịch xã ghi nhận tấm lòng của hai vợ chồng ông bần làm cha mẹ ai cũng thương con theo cách của mình hôm đó ông cùng dân bản rượt đuổi hoàng thanh tú cũng bởi thương con hóa ra thay vì ngồi trên nhà sàn nói chuyện tử tế hoàng thanh tú đã kéo bế thị xuân xuống dưới nhà sàn để làm chuyện người lớn do bất ngờ và có phần xấu hổ cô xuân nữ bế thị xuân đã phản kháng khi thấy chàng thanh niên mới lớn đi quá xa trong lúc đôi trai gái đang giảng co nhau ông bế văn tuần bất chợt quay về sau khi ra thị trấn họp giống như ông bố bên con khác ông tuấn đã tú máu hoàng thanh tú đấm và tát cho học máu mồm chảy máu mũi cái tội nứt mắt đã mất dậy do muốn trói dài gã trai bàn lên xã ông đã hô mọi người tới giúp nên hoàng thanh tú hoàng hốt vùng lên bỏ chạy thục mạng về nhà mọi việc sau đó dường như vượt ra mọi tầm kiểm soát nhờ sự rộng lượng của ông chủ tịch xã gia đình ông bần vượt qua dông bão một cách ngoạn mục bên công an khép lại hồ sơ và coi đó như một tai nạn ngoài ý muốn tiếng gà gái quen thuộc vang lên ông bần nhòm dậy đã ngửi thấy mùi xào nấu thơm phức dưới nhà dù đã được thả về một tháng nhưng mỗi khi thức giấc ông vẫn thấy cảm giác như mình đang ở phòng tạm giữ tại công an thị trấn có trải qua mấy ngày tự vấn lương tâm buồng giam ông thấm thía câu một ngày tù bằng ngàn thu ở ngoài. Giờ có làm gì, ông sẽ phải cân nhắc thiệt hơn, bởi qua tuổi 60 còn làm thân tù tội, sẽ chỉ khiến vợ con khổ sợ họ hàng tủi hổ. Do ông chủ tịch xã nhất quyết không nhận đồ biếu, ông bận nghĩ cách để ông nghĩ chẳng thể chối từ. Hôm nay sai vợ thịt gà đồ xôi từ sớm, ông đeo trước gùi đựng thức ăn cùng đậm rượu sang nhà vị chủ tịch xã, đưa cho bế thị xuân chỗ thức ăn đã chế biến nửa con gà lùa cùng đậm rượu ông mang lên nhà sàn cùng ông bế văn tuần đàm đạo việc trong bản và rộng ra là cả miền bắc xã hội chủ nghĩa vết thương đã lên da non ông bế văn tuần chẳng muốn nhắc đến chuyện cũ nhưng khi thấy ông bần dây dứt khôn nguôi sau khi chạm cốc cùng nhau ông ngậm mùi cho biết khi tham gia chiến dịch đánh chiếm đồi a 1 chứng kiến sự hy sinh của nhiều đồng đội khi tuổi đời còn trẻ do vậy ông chẳng muốn những trai bản như hoàng thanh tú sống phụ với sự hy sinh đó dẫu sao mỗi nhà đều nhận được bài học của mình ông tuần biết do làm cán bộ xã lâu năm nên có phần hơi cứng nhắc giờ nghĩ lại ông thấy có phần không phải khi có phần nặng tay với con trai ông bần ngược lại sau khi thấm thía cảnh bị mất tự do ông bần hiểu vì thương con mù quáng nên tí nữa làm hại tiền đồ của con gây họa cho người khác không uống rượu nhưng vẫn chạm cốc cho phải phép Ông Bế Văn Tuần chỉ tay vào những chiếc gối và mấy tấm chân bông. Tất cả thành quả có được là do Bế Thị Xuân đã trồng bông dệt vải ngay khi học cấp 2. Đây sẽ là của hội môn mang về nhà trai theo phong tục của người Tây. Thấy ông Bần có vẻ chưa hiểu. Ông Tuần khẳng khái nói Giờ cả bạn đều biết thằng Tú và con Xuân có tình nghĩ với nhau. Đợi khi chúng nó đủ tuổi, tôi sẽ chấp thuận tổ chức đám cưới theo lối sống mới. Những người đi lạc trong rừng rậm chợt phát hiện con đường mòn, Ông bận bừng quá, quên ngay mọi đắng cay yêu phiền khi bị tạm giữ vài ngày. Được ông chủ tịch xã mở lời như vậy, coi như khổ tận cam lai. Biết ông bế văn tuần còn chưa khỏe hẳn, uống nốt chỗ rượu trong nập, ông Bần xin phép ra về. Khi bước xuống chín bậc cầu thang, thoáng nhìn thấy vợ ông tuần cùng bế thị xuân đang ngồi tẽ ngô, ông mỉm cười hài lòng, bởi sắp tới nhà có thêm cô con dâu chịu thương, chịu khó và hay làm. Như vậy hợp với nếp nhà của họ Hoàng. Mất nguyên buổi sáng ngồi đánh chén, buổi chiều dù mắt vẫn còn chưa mở hẳn ông mình đã cầm cuốc ra đồng cho đủ công điểm ít ra bây giờ vợ chồng ông sắp làm thông gia tương lai với nhà ông chủ tịch xã dẫu không phải đảng viên cũng phấn đấu làm xã viên gương mẫu không giống như dưới xuôi trên này muốn học cấp 3 phải đi tới trường khá xa do vậy học hết cấp 2 cũng coi như đủ chữ để đi kiếm cơm thiên hạ ngày xưa trai bản hay vào rừng làm thợ xẻ theo bè buôn gỗ về dưới hạ lưu hoặc sang cả bên xứ tàu tuy nhiên cuộc sống mới khiến suy nghĩ của lớp trẻ đã khác ai thích rời bản về xuôi học nghề cơ khí sẽ được tạo điều kiện nếu không xin làm công nhân lâm trường vừa có gạo sổ lại có chế độ tem phiếu làm ngay cao bằng nếu không thích đám trai mấy bản quanh vùng rủ nhau sang tuyên quang hay tỉnh hà giang làm việc dừng tay bắn điếu thuốc lào ông bần thở dài bởi những ngày tháng tươi đẹp không kéo dài thanh niên trai trắng rồi sẽ lên đường theo tiếng gọi non sông như người con trai cả hoàng thanh tuấn của ông Bán xong điếu thuốc lào, thấy trời nhá nhem tối, ông mình áng chừng con trâu đã gặm no cỏ, nên cầm sợi dây bắt đầu rong về chuồng. Bình thường trâu như người vất vả nhất lúc xuống đồng và thu hoạch. Thời gian sau đó tương đối nhàn hạ, nên trâu nhanh béo khỏe, đủ sức chống trọi lại cái lạnh ở miền núi. Trên đường về nhà, ông mình phát hiện ra có bốn bóng đen khả nghi đi men theo con đường mòn. Tự dưng nghĩ có thể lũ tham báo hay rắn điệp nhảy dù xuống vùng này khiến ông thấy bứt rứt vì đi ra đồng nên không mang theo khẩu súng kíp. Nhầm tính nhanh trong đầu, chạy về bản báo tin thì sẽ muộn nếu hô to từ khoảng cách này, bà con dân bản nghe thấy cũng vừa lúc những kẻ lạ mặt biến mất. Chẳng muốn mất nhiều thời gian cân nhắc, ông bẩn buộc sợi dây thừng vào thân cây tre gần đó, rồi vác chiếc điếu cày băng theo đường tắt đón đầu những kẻ khả nghi. Cả vùng rừng núi đã tối đen, vàng từ xa tiếng chim lạc đàn nghe khắc khoải chọn lấp rau cây rẻ cổ thụ. Ông Bần đoán chắc những kẻ lạ mặt sẽ dừng chân ở bãi đất trống trước khi đi sang vùng đất khác. Sinh ra và lớn lên ở bản Nà Pần, ông Bần luôn tự hào vì chẳng cần đốt đuốc hay soi đèn, vẫn đi phăm phăm trong đêm tối. Từng cành cây ngọn cỏ cho đến những viên đá cuội dưới suối, bước đến đâu, ông gọi tên ra đến đó. Chính vì gắn bó như vậy, quá nửa đời người, khi thấy bốn kẻ khả nghi ngồi nghỉ bên bãi đất trống, ông nở nụ cười mãn nguyện do mình đoán đúng vị trí để quan sát từ vị trí của mình ông bần một lần nữa hối tiếc vì không có khẩu súng kíp nếu không chỉ cần xác định đúng là gián điệp nhảy dù xuống đây biết đâu ông chẳng cần ra trận vẫn lập công lớn khi thấy những kẻ đó chia nhau bánh lương khô tự dưng ông nhớ đến những phong lương khô do trung quốc viện trợ hồi chiến dịch điện biên phủ dù chỉ là dân công hỏa tuyến nhưng ông được ăn và chẳng thể nào quên tiếc là ngày đó xa rồi còn lương khô chẳng có dịp được thưởng thức thêm lần nữa dù con trâu là đầu cơ nghiệp, nhưng ở bàn không có thành phần xấu nên việc trộm cắp là hạn hữu. Có những người do ngày xưa nghiện thúc viện thì nay đã quá già để tác oai tác quái. Còn những kẻ hồi xưa đăng lính cho Pháp, sau khi hòa bình lập lại đã cuốn xéo vào Nam theo lũ quan thầy. Không lo bị trộm trâu, nhưng nấp sau gốc cây trẻ rồi đứng thi gan chẳng phải cách hay. Chưa kể nhìn bốn kẻ là mặt to cao như hộ Pháp, khiến ông bần thấy chiếc điếu cày đang cầm trên tay chẳng khác gì đồ chơi của trẻ nhỏ. Bà mặc quân phản động ngồi ăn rồi phì phèo thuốc lá, đặt chiếc điếu cây dựa vào gốc cây, sau đó ông bần bước lùi về hướng mình vừa tới. Khi đã khuất sau dạng cây, ông nhanh chóng quay lại con đường mòn để chạy về bản. Đi ngang qua bụi tre, thấy con trâu mộng đang nằm một cách nhàn hạ, ông bần tháo dây buộc rồi rất trâu về. Ngay khi nghe thấy tiếng mõ trâu, vợ ông từ trên nhà sàn đi xuống hỏi vì sao về muộn. Chàng kịp giải thích do đang vội, ông bần réo gọi con trai rồi chạy tới nhà cậu mạnh là công an xã báo cáo chẳng còn thời gian kiểm chứng dân bản đốt đuốc chia làm ba hướng khép chặt vòng vây trong lúc đó một người được cử đi báo công an thị trấn tới tiếp ứng đã lâu rồi bản nạp phần lại rực sáng trong rừng đuốc chờ cánh phụ nữ trẻ em ngồi nhà hầu hết cánh đàn ông trong bản đều cầm nỏ dao quắm và súng kíp tiến về phía con suối cuộc đi săn biệt kích gián điệp nếu nhìn từ trên nhà sàn nó sáng rực và ồn ào chẳng khác ngày hội của bản duy có điều chẳng ai nghĩ đến ngộ nhỡ bốn tên gián điệp có súng bắn trả thì kết cục sẽ như thế nào trong cơn hưng phấn muốn lập công lại thêm lòng yêu nước sôi sục những điều giản đơn nhiều khi bị dẹp qua một bên hoặc chẳng ai dám nói vì sợ mang tiếng tham sống sợ chết lại hay bàn lùi do anh chủ tịch xã bế văn tuần còn nghỉ ăn dưỡng ông bận tự cho mình tạm quyền chỉ huy bởi là người phát hiện đầu tiên ông dẫn một nhóm gồm mấy ông gần nhà đi tắt đúng đoạn đường khi nãy đám thanh niên choi choi vốn ngựa non háo đá được chỉ dẫn đi đường mé dưới. Mấy cụ già trong bản vẫn còn quắc thước, không muốn cháu chê cười, đều ham hở tham gia. Nhóm các cụ được cậu Mạnh bên công an xã đi cùng, nhằm đề phòng bất trắc. Chẳng muốn bị tranh mất công đầu, ông Bần rục những người đàn ông bước nhanh hơn nữa. Bất luận chuyện gì, ông cùng nhóm của mình phải gô cổ được toán biệt kích đầu tiên. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, tiếng ngáy như sấm của đám biệt kích khiến ông Bần cùng mấy ông trong bản bất ngờ chẳng cần phải dán dén bao vây nhất loạt các ông xông vào trói gô cổ bốn kẻ lạ mặt khi mọi việc xong xuôi toán do cộng mạnh công an vừa kịp tới tiếp ứng mọi người lộ rõ vẻ hồ hởi khi thấy cả bốn tên biệt kích không nói được tiếng việt như vậy đích thị là gián điệp của mỹ việc họ là người nước nào sẽ do cấp trên thẩm tra trước ánh sáng của gần chục ngọn đuốc bốn chiếc ba lô được lục soát cẩn thận đúng như phán đoán của ông bẩn trong ba lô có bản đồ bằng tiếng nước ngoài, đèn pin đi rừng, la bàn và một cầu súng cùng mấy con dao găm. Tất cả chỉ có ở những kẻ hoạt động gián điệp. Dù rất muốn giải lũ biệt kích lên công an thị trấn, nhưng nhớ đến mấy ngày ngồi trong đó khiến ngọn lửa nhiệt tình của ông bẩn như nguội bớt. Sau khi tống cả bốn tên lên xe trâu, ông ngậm ngồi nhường phần vinh dự này cho cậu mạnh công an xã. Điều khiến ông thấy an ủi, đi theo xe trâu còn có thằng Tú là đứa con thứ. Vậy coi như là ổn, bản nạp vốn thanh bình nhưng dư âm của vụ bắt toán gián điệp biệt kích khiến dân bản cả đêm không ngủ mọi người tụ tập bàn tán không ngớt ông bần cảm thấy vinh dự do bản thân là người đầu tiên góp công chưa được nắm cơm vào bụng có lẽ vui quá nên bụng không thấy đói ông bần mời mấy người trong toán của mình lên nhà sàn bởi đêm nay có vẻ cũng đâu có ngủ nổi kéo vợ ra bên ngoài ông thầm thì vẻ quan trọng bà thịt nốt con gà để tôi khao quân Nhà nuôi năm con gà nhưng hôm chồng bắn bị thương ông chủ tịch xã, bà Vân nhốt cả và bu đem sang biếu. Hiểm nỗi ông ý nhất quyết không nhận. Chẳng muốn vì tính liêm khiết của ông chủ tịch lại mang tiếng vô ơn, bà Vân đã giết thịt dần từng con rồi sai chồng đưa sang. Hiện còn một con duy nhất lại đem thịt, khiến bà có phần tiếc rẻ. Quanh năm làm nông dân chân lấm tay buồn đã quen. Đêm nay chồng bà hứng lên tự nhận mình là tướng dẫn quân đi bắt quân giặc. Nửa đêm quay về đòi thịt gà khao quân, khiến bà thấy vừa tức lại vừa buồn cười. Trong muốn trong mất mặt do đã mời người trong bản về nhà sẵn siêu nước rồi trên bếp nên bà tặc lưỡi làm thịt con gà cuối cùng sau mua lứa khác về nuôi chưa muộn. Trong lúc cánh đàn ông ngồi hút thuốc bàn chuyện rôm rả ở dưới gầm ngôi nhà sàn, bà vẫn trổ tài nấu nướng kẻo chồng kêu đói. Khi mâm thịt gà luộc cùng một son miếng nóng đang bốc gói đặt xuống bà không quên lấy trong góc nhà ra hai đậm rượu trước khi lui xuống để chồng khao quân theo cách nói của ông ấy tay rất rượu ra tám chiếc cốc, ông bần hồ hồi nói. Đời tôi có những niềm vui khó quên. Thứ nhất là lấy được vợ, dù nghèo. Thứ hai là sinh được quý tử. Sau đó là chứng kiến chế độ thực dân phong kiến sụp đổ. Hôm nay thêm một điểm vui nữa. Tôi cùng mọi người đã lập công đầu trong cuộc chiến cam go này. Thứ khuya không gì tuyệt bằng có thịt gà chấm muối, có bát miên nóng cho ấm bụng, là thêm chén rượu mềm môi. Đối với những người đàn ông trong bản, riêng việc ông bần dù nghèo vẫn thịt gà đại khách đồ xứng đáng làm tướng bởi vậy khi ông gọi bữa ăn đêm là tiệc khao quân chẳng ai dỗi hơi để tranh luận đúng sai ngồi khê khà thâu đêm ngặt nỗi con gà dù béo nhưng có tận tám miệng ăn nên chỉ một loáng chiếc mâm gỗ đầy xương còn son miến đã được xơi hết ông bần ngồi dựa lưng vào cột ngắm mấy người đàn ông như quân của mình trong làn khói thuốc bay lên ông như thấy mình mặc giáp trụ cầm thanh đại đao oai hùng như cụ tổ buồn nỗi thanh đao chưa kịp bung lên một kẻ ngồi bên cạnh đã tước mất khiến ông giật mình tỉnh giấc thấy ông xả ngồi bên cạnh vê thuốc cho vào nọ điếu ông bần khẽ thở dài vì chiếc điếu cầm trên tay được ông nghĩ là thanh đại đao giờ điếu cày đang làm đúng chức năng của nó còn ông hết mơ mộng thức đêm uống rượu nên khi gà trong bàn gáy vang ông mặt trời đã lên qua đỉnh núi nhưng trong ngôi nhà sàn ông bần cùng mấy ông vẫn ngủ say như chết gần trưa khi mấy người đàn ông tỉnh giấc cậu mạnh công an xã bước lên cầu thang vẻ mặt chẳng vui cũng chẳng buồn trước những con mắt đang hao háo nhìn mình đợi nghe thông tin mạnh thở dài nói à, bốn người đêm qua là chuyên gia trung quốc sang giúp nước mình tìm mỏ kim loại phục vụ cho ngành luyện kim may làm sao mấy bác không khai hỏa súng kíp ngồi ăn trưa cùng ông trần tiến hảo sau chuyến đi ra nã đại trở về Ông Hoàng Thanh Chuẩn vẫn thoáng nỗi buồn bởi người đẹp Lý Lệ Hằng vẫn bóng chim tăm cá. Theo những gì ông Hảo cung cấp, người đẹp đã cùng chồng và đứa con trai trở về quê nhà gò công sinh sống và bỏ nghề đàn hát. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng điều quan trọng nhất theo điều tra của người con rể làm cảnh sát, hai vợ chồng Lý Lệ Hằng nghiện xì ke ma túy khá nặng, bởi thế họ luôn bị đám chủ nợ truy sát. Vốn luôn nghi ngờ kiểu thông báo có ba phần thực trộn với bảy phần hư, Ông Chuẩn chỉ biết gật đầu cảm ơn, không muốn hỏi sâu thêm nữa, chỉ tổ đau lòng. Dẫu sao bữa gặp mặt hôm nay nhà mục đích khác, sau khi biết chắc con gái không muốn sống cùng nhà chồng, ông đành mũi mặt gặp ông Hào để thương lượng. Dẫu sao hai người là bạn làm ăn lâu năm, giờ kết tình xui ra sẽ dễ bể ăn nói. Đáng ra việc mua nhà của bên nhà trai, nhưng vì con gái nên ông Chuẩn điềm đạm nói. Bọn trẻ thích ra ở riêng, Vậy tôi tính chọn khoảng cách từ nhà họ Trần đến nhà họ Hoàng thành một cung đường. Sau đó mình chấm ngay vị trí ở giữa để mua cho hai đứa một căn biệt thự nhỏ. Từ lâu, ông Hào đã muốn con trai lấy con gái ông Chuẩn, dù vợ liên tục phản đối chuyện để con dở riêng. Nhưng với ông cần nhìn vào đại cục hơn là sĩ diện hảo. Hôm nay được ông Chuẩn mở lời, ông Hào thấy cách đó sẽ làm hai họ đều cảm thấy hài lòng. Bởi trò đời già néo đứt dây nên mỗi bên nhường một chút. Vốn như người ta hay nói, dâu là con, dề là khách. Bởi vậy sau lễ vu quy thì họ Trần có thêm người. Riêng họ Hoàng chỉ là thêm khách. Chưa kể sau này đứa bé sinh ra bất luận trai hai gái vẫn mang họ Trần. Dù ông Hoàng Thanh Trần ngỏ ý mua tặng căn biệt thự coi như cổ hồi môn dành cho con gái. Ông Hào thấy không thuận. Bởi đàn ông xây nhà, chẳng nhẽ gia tộc họ Trần giàu có không sắm nổi căn biệt thự cho người con trai duy nhất. Chưa kể nếu dọn về ở, tự dưng con ông mang tiếng chui gầm chặt. Bởi vậy ông lắc đầu từ chối thiện ý đó. Sau gần một tiếng bàn luận, cuối cùng nhằm giữ hòa khí cho hai nhà, ông Hảo cười sảng khoái, nói to. <laughs> vậy tôi cùng bác quyết định lục tứ cho công bằng. Nhà trai xin góp phần nhìn hơn để cảm ơn nhà gái. Bữa tiệc kết thúc trong niềm hân hoan. Bởi hơn chục năm trước, họ đã thành công khi góp vốn làm ăn chung. Lần này chẳng có lý gì sự kết tình xui ra của hai gia đình lại không thành công hơn thế ông chuẩn thấy ông hảo dành phần hơn vì lấy lý do nhà trai nên đành ưng thuật dẫu sao căn biệt thự chỉ là phần nổi con gái ông đâu có về làm dâu nhà họ trần với hai bàn tay trắng như một thói quen sau khi về việt nam dù ca sĩ lý lệ hằng không còn hát tại phòng trà đêm sài gòn tuy nhiên khi rời nhà hàng ra về ông chuẩn vẫn nhắc lái xe dừng lại trước con hẻm quen thuộc trên đường hồng thập tự bởi ông chưa muốn quay về ngôi biệt thự rồi lồi thổi trên lầu như một cái bóng Nhận ra khách sộp bao năm, tay quản lý bước lại nói nhỏ. Phòng trà vừa chiêu nạp được một ca sĩ nhìn đã lắm, ông chủ hoàng muốn làm quen. Hãy nhắc em một câu. Chẳng quen kiểu mời chào như mua bán xì dầu, ông chuẩn ư hữ cho qua chuyện rồi chọn góc ngồi quen thuộc. Ngay khi tiếng nhạc dạo kết thúc, một giọng hát thánh thót văng lên khiến ông vội móc túi lấy kiếng đeo vào nhìn cho rõ. Quả đúng như lời tay quản lý nói không ngoa, cô ca sĩ mới nhìn trẻ và xinh hơn lý lệ hàng nhiều lần. Ở cô này chưa có sự mặn mòi của gái một con, nhưng bù lại là vẻ đẹp rực rỡ như bông hoa vừa chớm nở. Quên mất mình sắp lên chức bố vợ. Chẳng bận tâm tuổi ngoài 60, ông chuẩn hơi ngả người về phía sau, rồi búng tay ra hiệu cho tay quản lý. Sau vài câu thầm thì trao đổi, khi buổi ca nhạc kết thúc, vừa lúc ông chuẩn nhận được một bó hoa từ cậu nhân viên phòng trà. Kín đáo kẹp phong bì tiền và bó hoa, ông khoan thai bước lên sân khấu trao tặng cho cô ca sĩ và không quên bao thêm tiền cho mấy người nhạc công. Ngày trước ở các quán bar bên châu Âu, hễ gặp các hoàng thân quốc thích ghé tới, ban nhạc thường tấu bài ngânh giá tay lời chào. Chẳng phải con vua cháu chúa, nhưng nhờ vào sự chi đẹp của mình, hễ ông chuẩn có mặt vào bất kể thời gian nào, ngay lập tức ban nhạc sẽ tấu bài con thuyền không bến của nhạc sĩ Đặng Thế Phong thay lời chào đón. Giải thích cho lý do vì sao mình thích bài hát này, ông chuẩn thường nói ngắn gọn, bởi ngày xưa cụ tổ nhà mình từ đất Bắc vào gia định. Vào dịp mùa thu, Bản thân ông sinh ra và lớn lên ở đây từ bé. Mùa thu là điều chỉ cảm nhận được quan sách báo do hai miền đã ngăn cách từ vĩ tuyến 17. Sau buổi làm quen với cô ca sĩ trẻ có tên là Mỹ Khánh, ông chuẩn ra về chưa hẹn ngày gặp lại. Bởi như kẻ đi câu lão luyện, ông bình tâm, giác thính và đợi thời cơ thích hợp sẽ thu dây. Buổi sáng đang ngồi ăn trong phòng, bất ngờ tiếng máy bay lao qua rồi tiếng nổ vọng lại cùng tiếng súng phòng không vang lên dù chẳng rõ có thêm vụ đảo chính hay không, nhờ thói quen bao lâu ông chuẩn vội bật radio để nghe tin tức. trong thông báo mới nhất trên đài, dinh độc lập vừa bị ném bom bởi hai máy bay còn chưa rõ của phe nào. hiện nay mọi việc đã trong tầm kiểm soát và những biện pháp an ninh được thực thi. vốn chẳng vài người quá tin vào số mạch, nhưng ông chuẩn giật mình nhớ lại giấc mơ do con trai đã kể từ năm ngoái. lần đó đại tá hoàng thanh bình mơ thấy hai con diều hâu gấp quả dừa thả xuống. Nào ngờ nó ứng với vụ hai chiếc máy bay liều mạng ném bom nhằm sát hại gia đình Tổng thống Diệm ngay đầu giờ sáng. Gần trưa, khi tin tức đã phủ khắp nơi, thông tin máy bay của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong buổi diễn tập đã bất ngờ đổi tọa độ quay về ném bom, khiến nhiều người bất ngờ. Một chiếc đã bị bắn hỏng, phải hạ cánh xuống khu nhà bè, còn viên phi công bị bắt sống. Chiếc còn lại chạy thoát sang Campuchia. Cuộc phản loạn bất chợt của hai viên phi công khiến chính quyền Sài Gòn rúng động. Giới tư nhân được dịp quan sát, nhưng khi biết chắc không có xảy ra đảo chính, nhịp sống lại trở lại bình thường. Rời nhà, đến nhà máy nước tương tàu vị yểu, ông chuẩn ngẫm thấy cái gì cũng có nhân quả rõ ràng. Hiện nay, chính thể Sài Gòn đang dối ren quyền lực hầu hết tập trung vào tay anh em ông Diệm. Như vậy chẳng sớm thì muộn sẽ xảy ra đảo chính lần nữa. Chẳng nói đâu xa rồi, chính sách với người Hoa của ông Diệm hiện đã bị phản đối, dù ông là người Việt nhưng chuyến bay sang ra đã đại vừa rồi cũng nằm trong kế hoạch đề phòng rủi ro. Bước vào văn phòng, chưa kịp uống nước, ông Chuẩn thấy ông Hào đi dọc hành lang. Có lẽ việc ném bom dinh đồng lập hồi sáng khiến cả hai ông rời nhà sớm hơn tường lệ. Đợi người phục vụ pha trà xong lui ra, ông Chuẩn nói nhanh vì sợ có người nghe lén. Sau khi tổ chức đám cưới, tôi sẽ nói con bé Thanh Nga xin giải ngũ. Hai vợ chồng nếu không thích ở Việt Nam, có thể ra nước ngoài sinh sống. Hiện nay tình hình có vẻ rối ren, khó kiểm soát được. Căn biệt thự nhà họ Trần được xây theo lối vương phủ bên Trung Hoa, có tuổi đời ngót trăm năm, dù rêu vong cổ kính, vốn là nơi bốn thế hệ họ Trần sinh sống. Ngày xưa nó giống nhiều nhà khác, sau trận huyết chiến đẫm máu khiến vị tam công tử là Trần Tiễn ra bỏ mạng, cụ tổ Trần tiến Thành đã cho xây sửa lại. Công việc giang dở thì cụ mất tích, đến đời vua thiệu trị Cụ tổ kế nghiệp là Trần Tiến Bảo cho xây dựng tiếp bề thế như hiện nay. Dù chỉ là con út nhưng do ba người anh mất khi chưa lập gia đình, cụ Trần Tiến Bảo một mình lèo lái gia tộc trong thời kỳ gian khó. Không tính thời xa xưa, ngôi biệt thự này treo đèn lồng đỏ, dán chữ song hỷ đón dâu lần gần nhất là vào năm Bảo Đại thứ tư, đó là ngày ông Trần Tiến Hảo dùng kiệu tám người khiêng để đón Thiên Kim tiểu thư nhà họ Vương. Họ cùng bước qua hai cánh cổng màu đỏ và mà làm lễ bái đường. Hơn ba chục năm trôi qua, cô con dâu ngày trước tức bà Vương Ngọc Thoại bây giờ, dù đã có năm đứa cháu ngoại cùng ba chàng rể, nhưng cánh cửa nhà họ Trần chưa từng đón nàng dâu nào giúp bà gánh vác giang sơn nhà họ Trần. Sở dĩ chỉ tính hai lần trăng đèn kết hoa, bởi ba lần con gái lên xe hoa vu quy về nhà chồng, cả ông Hảo lẫn bà Thoại đều không thấy khắc khoải bằng đám cưới cho người con trai Trần tiễn Minh. Bởi đứa cháu nội sau này, chính là người nối dòng hương hỏa đám cưới là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại bởi vậy cô dâu chú rể mặc trang phục truyền thống lúc lên xe hoa sau đó thay bằng váy trắng kiểu tây phương nhằm phù hợp với mốt đang thịnh hành không tổ chức đám cưới tại nhà ông hảo cùng vợ chọn nhà hàng đại minh đường để mời họ hàng cùng bà con lối xóm với ông đám cưới con trai là dịp tăng cường giao kết cùng các bạn làm ăn và thể hiện sự giàu có buổi tối trước ngày đón dâu ông hảo cùng vợ niềm nở đón chào bà con thân tộc ghé ngôi biệt thự để chúc mừng. Nhiều người Hoa mang ơn vì được nhà ông cho vay mượn vốn làm ăn, giờ là lúc họ trả cái ơn đó. Không phiền lòng vì con trai cùng đám bạn rồi nhau đi nhà hàng mở tiệc chia tay đời độc thân theo kiểu Mỹ. Ông mừng vì Trần Tiễn Minh lập gia đình ở độ tuổi đẹp nhất của người đàn ông, đặc biệt khi đường công danh sự nghiệp đang rộng mở. Khi tiễn những người khách cuối cùng ra về, ông Trần Tiến Hảo lên lầu nghỉ ngơi. Mọi việc dọn dẹp đã có người giúp việc lo riêng những bậc cao niên như mẫu thân cùng hai vợ chồng người chú ruột đều đi ngủ sớm trong đám cưới của con trai ông thấy thất vọng bởi mấy người em họ là con của hai ông chú không bay về việt nam dự ngày vui trăm năm điều đó khiến tình ruột thịt có phần xa cách bước vào phòng ngủ thấy mặt vợ đăm chiêu suy nghĩ ông thấu hiểu việc con dâu không chịu sống chung ở ngôi biệt thự cổ kính này chính là nguyên nhân do chẳng muốn quan hệ mẹ chồng đằng dâu căng thẳng ngay khi làm lễ bái đường ông hào ôn tồn nói Hai đứa sống cách đây có vài con phố, nên chẳng xa xôi gì. Mỗi thời mỗi khác, mình đừng suy nghĩ nhiều. Làm dâu nhỏ Trần hơn ba chục năm, có với nhau tận sáu mặt con. Bà Vương Ngọc Thoại không những hiểu, còn biết rõ chồng nghĩ gì và làm gì. Lần đầu tiên thấy chồng nhún nhường với nhà họ gái, bà không nghĩ đó là vì hạnh phúc đôi trẻ, ẩn sau có khi còn mang mục đích khác. Vốn chẳng ngại nói thẳng vì cái gì quá cũng chưa hẳn là tốt, giống như việc lép vế nhà xui ra là điển hình rõ nhất. Đợi chồng mặc bộ pyjama chuẩn bị đi ngủ, bà nhẹ nhàng hỏi, Thời đại nào rồi, ông định biến con mình thành trọng thủy hay sao? Biết chồng sẽ chối phát, nên bà tọa nhắc cho chồng được rõ. Sau vụ đà mộ cụ lưu quan nghiêm, không chỉ có chồng và con trai bị người âm hành cho thiếu đường phải tìm đến cái chết, bởi chính bà cùng Trần Tiểu Hoa và Trần Tiểu Huệ đều gặp hồn ma bóng quế của cụ đó về cảnh cáo, dù chồng đã dẫn hai con gái đến miếu âm dương tạ lỗi cộng thêm việc nhà ông hoàng thanh chuẩn biện lễ kêu giúp nên cả nhà tai qua nạn khỏi tuy nhiên bà thoại lờ mờ đoán ngay ý đồ sâu xa sau khi con trai thành dề nhà họ hoàng chắc chắn chồng bà sẽ vạch mưu tinh kế nhằm đoạt lại kho báu của tổ tiên họ trần bị mất từ thời xưa dù chồng chẳng hé răng nói nửa câu về việc đó bà thoại vẫn nghĩ đến trường hợp đáng thương và bi thảm của mị châu và trọng thủy Đương nhiên, kẻ chủ mưu không ai khác là Triệu Đà. Giờ đây, dù thời thế khác xưa, nhưng việc dùng con trai để dò la nơi cất giấu kho báu trong biệt thự nhà họ Hoàng, với bà điều đó sẽ dẫn đến bi kịch như người xưa. Dù đường mang tên Triệu Đà còn đó, tuy vậy hậu thế lại nhớ đến việc ông hít cử con trai đi làm rể để mưu đồ việc lớn. Dẫu chẳng ưa người con dâu không coi trọng truyền thống, bà Thoại vẫn muốn chồng dừng việc làm vô bổ lại, bởi đó là nguồn cơn của mọi khổ đau ngay phía trước làm dâu họ trần rồi làm vợ, làm mẹ đến làm bà, danh giới bà thoại quyết không vượt qua, đó là vì chữ tham rồi đánh mất bản thân và gia đình. Chuyện ân oán ngày xưa bà muốn bội thời gian phủ kín, nhưng chồng bà muốn bới ra nên lợi bất cập hại. Thấy chồng im lặng chẳng phản bác hay công nhận, biết mình đọc đúng suy nghĩ của chồng nên bà thở dài nói ngay. Cụ Lưu Quan Nhiêm chỉ cảnh cáo một lần duy nhất, ông tự lấy đó mà gian mình, kéo rước họa cho cả nhà, bị vợ nói trúng tim đen khiến ông hào á khẩu đợi cho vợ chìm vào giấc ngủ sau một ngày lo tiếp cách ông chui ra khỏi màn bước xuống tầng trệt biết giờ này mọi người đã ngủ ông ngồi dưới hiên nhà châm lửa hút thuốc ngồi bị tự cổ kính gắn bó với bao thế hệ gia tộc họ trần nếu nói tự dưng biết của cải tổ tiên ở đâu không lấy vợ như vậy chỉ có thể là những kẻ bất tài vô dụng hoặc thiểu năng trí tuệ dù đã cùng hai con gái đến dập đầu tạ lỗi tại miếu âm dương ông vẫn đau đáu việc tìm bằng được những gì tổ tiên để lại. Hiện nay dù đang thời buổi loạn lạc, tuy nhiên số cổ vật của dòng họ Trần là khối tài sản vô giá, thậm chí có nhiều tiền không chắc mua nổi. Dù tài sản đã bị lấy đi, bản chất tay ghi lại những báu vật đó vẫn còn, trong đó quý nhất phải kể đến chiếc bát vàng thời tống. Theo như gia phả để lại, gia tộc họ Trần còn có một báu vật nhưng đã bị quân Tây Sơn của Nguyễn Nhạc cướp đi. Đó là bộ kim lũ ngọc y mang từ Bắc Quốc sang nghe nói cả sứ đại việt chỉ có duy nhất một bộ quần áo bằng ngọc đó. đang ngồi hút thuốc lặng lẽ, ông hảo khó chịu khi hai cánh cổng mở toang. ngay sau đó xe ô tô bật đèn pha chói mắt chạy vào sân. con trai từ ngày mai đã thành người có gia đình, việc đi sớm về muộn chẳng khiến ông bận tâm. vẫy tay rồi chỉ vào trước ghế mây bên cạnh, ông hảo muốn trần tiễn minh thấm những lời mình sắp nói ra. sau khi kể rõ những gì mình biết về nhà họ hoàng. Ông Hảo khẳng định kho báu do tổ tiên nhiều đời tích góp hiện được cất giấu trong ngôi biệt thự hoa hồng. Bình thường, ngôi biệt thự cửa đóng then cài. Nhưng khi đã thành con rể nhà đó, ông hy vọng con trai lưu tâm dò la manh mối về số cổ vật của gia tộc. Thấy Trần Tiến Minh chăm chú lắng nghe. Không muốn con trai hiểu lầm việc mình đầy trách nhiệm, ông Hảo giải thích rõ. Bởi vì muốn bảo toàn tính mạng cho mấy anh em Ông đã cùng Trần Tiểu Hoa và Trần Tiểu Huệ tới miếu âm dương cắt máu thể độc, việc không mạo phạm tới nơi lưu quan nghiêm tiên sinh an nghỉ và tìm kho báu. Việc thể độc có thật, ông sẽ cùng hai người con gái không nuốt lời để tránh bị trừng phạt. Tuy nhiên điều lắt léo ở chỗ. Hôm đến miếu âm dương dân lễ, ông đã chừa cho nhà họ Trần một khe cửa hẹp. Vỗ vai con trai, ông Hào nói nhỏ. Chỉ có ba cùng hai đứa em con thể độc, nên sẽ không tiếp tục việc đó riêng con không có mặt trong buổi lễ bởi thế bất tri bất trách chưa từng hứng thú với số của cải nào đó theo ra phả chép lại luật sư trần tiến minh không muốn đi vào vết xe đổ nhà họ trần bởi nếu chịu khó đọc kỹ những gì các cụ từng viết máu nhà họ trần đã chảy quá nhiều rồi chẳng cần suy tính thêm cho nhọc nhìn bàn thờ gia tiên có ngay nơi thờ ba ông mãnh chết trẻ là đủ hiểu ngày đó các cụ đều truyền lập gia đình lại có nhiều hoài bão ước mơ vậy nhưng do dính và ân oán nên đều vong mạng khi còn bao hoài bão ước mơ nhận thấy ba của mình chưa chịu từ bỏ tham vọng trần tiến minh lễ phép nói ngay giấc mơ của ba và giấc mơ của con khác xa nhau xin bà hãy giữ kín giấc mơ của mình vì con sẽ chẳng thể thực hiện nổi không lạ gì việc sẽ bị phản đối ông hào nhắc nhẹ con trai đi ngủ sớm để mai còn làm chú rể những việc khác sẽ bàn tiếp khi đến thời điểm thích hợp. Với con trai, ông luôn kiên nhẫn, bởi đúng như câu khi làm cha sẽ hiểu được tấm lòng thân phụ. Ông tin chắc ngay khi Trần Tiễn Minh đón em bé đầu lòng, sự suy nghĩ sẽ dần đồng nhất, bởi khi đó được làm cha thì con ông sẽ thấm thía hơn. So với gia đình suy gia Hoàng Thanh Chuẩn, gia tộc họ Trần có tất cả mọi thứ. Hiện nay bốn thế hệ sống đầm ấm dưới một mái nhà, ông có vợ cùng sáu người con, chưa kể mẫu thân và các chú thím. Nếu như bữa tối nhà ông sum họp đoàn viên khi màn đêm buông xuống, ông có người vợ để hàn huyên tâm sự. Ở chiều ngược lại, nhà họ hoàng khác hẳn. Hai người con bận công cán liên miên, cùng mức qua tuổi 60 như ông, nhưng vì xui ra hàng đêm vẫn phải giết thời gian ở phòng trà, trong con hẻm trên đường hồng thập tự. Dù chẳng mấy bận tâm đến chuyện riêng của người khác, ông được biết bố vợ của con trai vẫn khao khát hơi ấm từ cơ thể một người phụ nữ. Trong thời gian ông Hoàng Thanh Chuẩn bay qua ra đã đại, Do được cậy nhờ nên ông nhắc cậu con rể tìm hiểu về vợ chồng cô ca sĩ. Thông cảm với hoàn cảnh của ông suy ra, nhưng là một doanh nhân có sỏi trong đầu. Vẫn bị cô ca sĩ đào mò, đó là điều ông Hảo thấy khó chấp nhận được. Là người, ai chẳng có điểm yếu, ông Hảo đã từng nghĩ dùng mỹ nhân kế nhằm hạ gục vị trường tộc họ Hoàng để chiếm lại kho máu. Tuy nhiên, nghĩ đến vụ bị lưu quan nhiêm tiên sinh dựng đứng giường, khiến ông thấy hãi. Còn một kế sách nữa đang được ông cân nhắc. Người con rể là cảnh sát đô thành có thể ngầm gọi giúp mấy tay giang hồ ở chợ cầu muối. Với những kẻ hữu dũng vô mưu nếu không quản được sẽ gây họa lớn. Trong nhiều kế khiến ông lao tâm khổ tứ, hiện nay việc thuyết phục con trai hợp sức là khả thi nhất. Chưa kể bí mật sẽ không bị lộ ra. Đang chìm trong khói thuốc và suy nghĩ, ông Hào thấy tiếng còi cảnh sát kèm theo là tiếng súng nổ, có vẻ như một toán cướp nào đó chơi trò đấu súng cùng cảnh sát. Thấy chẳng còn sớm nữa, ông hào khóa cửa rồi lên đầu ngủ. Ngày mai, ông sẽ đại diện cho đoàn nhà trai đến ngôi biệt thự hoa hồng trên đường võ tánh để rước dâu. Xét về ra thế, hai nhà ngang nhau. Con trai ông cùng con gái ông chuẩn được đánh giá là trai tài gái sắc, nên đúng là muôn đăng hộ đối. Tuy vậy, tất cả chỉ là bên nội của một tảng băng chìm, phần không nhìn thấy được đã tích tụ từ thời vua minh mạng cho đến tận ngày hôm nay. đúng 10 giờ sáng, đoàn xe 18 chiếc Citroen màu sẫm được dẫn đầu bởi con xe màu bạc xuất phát từ đường Khổng Tử tới đường Võ Tánh. Đám cưới của hai gia tộc giàu có khiến cả Sài Gòn xôn xao. Các tòa báo không bỏ lỡ cơ hội khi cử đám phóng viên chạy xe máy Honda theo sau để săn ảnh. Chẳng rõ ngày xưa vua Bảo Đại lấy vợ hoành tráng cỡ nào. Nhưng lâu rồi, giới doanh nhân gốc hoa lại đừng dự một đám cưới tưng bừng đến vậy. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, ngồi đợi nhà trai, ngoài đại diện nhà gái còn có sự góp mặt của nhiều sĩ quan cấp cao của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong vô vàn bộ lễ phục đó, ông Hảo vẫn nhận ra tướng Tôn Thất Đính hiện là gương mặt đang lên và được anh em ông Diệm tín nhiệm. Tạm gác bỏ mọi toan tính, ông Trần Tiến Hảo đàm trách tròn vai khi có những lời phát biểu đầy cảm động. Bằng việc không quên nhắc lại tình bằng hữu khăng khít ngót chục năm chia ngọt xẻ bùi cùng bố đẻ cô dâu. Giờ đây hai người kết tình xui ra khiến hai nhà như một, vợ chồng ông hảo đứng ngắm tân nang và tân nương vái lại trước bàn thờ gia tiên với niềm tự hào vô bờ cuối cùng quý tử nhà họ trần đã yên bề ra thất những việc còn lại sẽ giải quyết dần khi đôi vợ chồng trẻ chọn đà lạt hưởng tuần trăng mật mọi sinh hoạt trong ngôi biệt thự cổ lại quay về nếp cũ ông hảo đợi hai người chú ruột dùng xong bữa sáng liền bưng khay trà ra bộ bàn ghế đá kê dưới giàn hoa đây là khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi trong ngày để trò chuyện đợi ông phía ngoài cổng là người lái xe đang lau bụi gương chiếu hậu và kính con xe ô tô bằng một giọng tự hào xen lẫn tự tin ông hảo kể lại rõ mối liên hệ của gia tộc họ hoàng với thầy tướng lưu quan nhiêm khi xưa lúc vị thầy tướng cưỡi hạc về trời mọi của cải đều được sang tên cho họ diệp tức họ hoàng sau này Tuổi ra mọi ham muốn vật chất gần như bằng không hai vị cao niên họ trần dù mẫn tiệp nhưng khi thấy người cháu bàn mãi chuyện tìm kho báu tự dưng thấy chán Cả hai cụ già ngoài tuổi 80 đều lắc đầu khuyên ông Hào quên đi số cổ vật cho nhẹ lòng. Thấy ông Hào có vẻ cố chấp, cụ Trần Tiến Phong và cụ Trần Tiến Phương nhất loạt nói. Thôi, anh chịu khó đợi chúng tôi dắt nhau đi gặp huynh trưởng Trần Tiến Phạn, tức thân phụ của anh dưới suối vàng đã, đừng nóng vội như thế. Không muốn làm phật ý hai người chú ruột, ông Hảo lễ phép chào rồi ra xe ô tô đi làm. Cách này không được, cách kia chẳng xong, nhưng ông vẫn tự tin mình là người làm chủ cuộc chơi xét cho cùng hồn ma bóng quế chẳng thể tác oai tác quái mãi được tạm thời chưa tìm được một vật để yểm bùa ông chấp nhận án minh bất động chờ thời cơ thích hợp khi thiên thời địa lợi nhân hòa ông tính sổ tất cả để phân tài cao thấp lần cuối dù hiện nay đã thành xui ra và chẳng thù án gì ông hoàng Thanh chuẩn tuy vậy ông hảo luôn mong muốn lấy lại bằng hết tài sản do các cụ để lại vốn chẳng phải người tham lam ông muốn lấy những gì thuộc về họ trần để dành cho các thế hệ sau này ruột dàn là vậy nhưng các chú rồi đến vợ con chưa hiểu cho khi xe ô tô rẽ vào nhà máy chế biến mủ cao su ông hảo đã thấy vị chủ đồn điền cao su ở tây ninh đang đứng hút thuốc đợi mình thoạt nhìn người đàn ông đội mũ rộng vành cuốn khăn rằn và hút thuốc dê ít ai biết đó là ông đại tá kiêm chủ đồn điền giàu có cuộc đời binh nghiệp của ông này gắn liền với những áp phe ít ai ngờ đến niêm nở mời khách vào bên trong đợi cô bé nhân viên rót nước xong lui ra, ông Hào hỏi ngay. Đại tá ghé đây chắc có chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 13 của Ranh Giới. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cô các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 14. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.